pin Magita về nó bị đứt con trở ở đây ha, đứt con trở ở đây về mình hàng là pin xin ha. À, còn nhận sạc pin luôn ha, mạch đi. Nói chung là mạch Magita không có sửa được ha, trên cục này trên 20V 4 đèn nhận sạc pin, vỏ thì bao đẹp luôn. À, bên trong nó có một cặp nó hơi bị xấu một tí này, đó 1, 2, 3 ha, 4 cặp này đẹp, cặp này hơi bị xấu ha, nhưng mà có led pin nó đều với nhau ha, đều răng. Ở đây mình đo sơ cho anh em coi ha, tổng số volt nó là 20V 4, cái này sẽ đo từng cặp 4V, nó từ 4V đến 4V 1 là khá đều, 4V, cặp này nè, 4V. Còn cặp này chưa đo ha, 4V nữa, 4V hết ha, 45 ra 20. Nếu mà đo tổng nó sẽ xếp nhau một miếng ha. Cái cặp 6 này cũng đều luôn. 41 ha. 4V, 41 là đều, khá đều nhau thôi. Ráp vô mai lên video bán pin khá là đẹp, vỏ cực kỳ đẹp, cục này đát cao đời 2018 luôn.